Ôi, xả hàng luôn em ơi, hết tiền luôn. Rồi, cái đội, cá sấu, nhiều tấn quên rồi. Cũng quay chung giờ quay riêng ha cho dễ. 2 tấn hả ta, cái này là nhiêu anh chị? Em không gành mấy cái số này luôn. Nên em nhớ là 2-3 tấn vậy đó. Nó 2 hoặc 3 tấn chứ không có dưới nha anh chị. Chắc 3 tấn, cái đội là 3 tấn vậy đó. Nè, cái thông số này anh chị nhìn này, 2.14 là nhiêu? Là 3 tấn hả? 2 tấn rưỡi ta. Em không nhớ nữa. Bao anh chị là đổi ok hết nha, bao không xì không sụt gì hết, mới can nha. Tại em để nè anh coi nè, anh chị coi nè, nó về kêu ông đem ra bán rẻ sao được đó. Đội cái xấu nha, đẹp lắm á anh chị. Cái đội này còn 90% á nè anh chị, thấy cái này mà nó chưa có tái màu là anh chị biết rồi nè, thấy không? Rồi bán rẻ thôi, 500.000 không bao ship. Nên cái đội đẹp bán rẻ thối luôn anh chị ơi, cây này 1 triệu bạc đó chứ không rẻ đâu anh chị. Hôm nay xả hết tiền đóng tiền nhà anh chị ơi.